Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của HPK. Và hôm nay Minh Huấn đang có mặt tại showroom kho xe của Toyota Thanh Xuân. Và chúng ta sẽ cùng review chiếc xe Toyota Hilux phiên bản 2021 bên cạnh Huấn đây. Và hiện tại thì chiếc xe này là chiếc xe phiên bản máy dầu một cầu số tự động 2.4AT. Màu này là màu cam anh chị nhé. Màu cam hợp với những người mệnh họa. Và chiếc xe này đã có chủ nhân rồi. Và qua đây thì cũng cảm ơn anh Toàn đến từ Hà Nội đã ủng hộ em Huấn cũng như đội ngũ HPK chiếc xe Toyota Hilux đẹp như thế này đây ạ. Vâng thì tất nhiên anh chị đừng lo, tại vì cái lượng xe đợt này về rất là nhiều. Trong tháng 2 và tháng 3 dương lịch đều có các cái màu đủ màu giao ngay, màu trắng, màu đen, màu cam, màu bạc. Đó, tất cả màu đều có và giao cho anh chị và giá cực kỳ tốt. Thì một lát nữa thôi thì Huấn sẽ nói luôn cái chương trình khuyến mại cho anh chị về phía cuối video nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một vòng chiếc xe này để xem Hilux phiên bản 2021 có gì đặc biệt hay không. Vâng ạ. Đầu tiên thì tất nhiên rồi, đây là một cái màu mà Huấn đánh giá là rất là nổi và rực rỡ, rất nhiều khách hàng thích, đặc biệt là những người mệnh họa rất thích cái màu này. Đây là màu cam. Với chiếc xe này của chúng ta thì rất nhiều video Huấn đã nói trong kênh HPK rồi, chúng ta có một cái sự hiện diện thay đổi lột xác hoàn toàn mới luôn. Vâng, tinh chỉnh luôn cả phần động cơ cũng như là tất cả mọi thứ. Nó làm cho chiếc Hilux của chúng ta nó khác biệt hơn rất là nhiều so với những chiếc Hilux nhiều năm về trước. Vâng ạ, chúng ta sẽ thấy được cái sự thiết kế mới mẻ, bao gồm có cái mặt ca lăng thiết kế lại phần nhựa này, nhựa bóng này, nhìn rất là ngầu và đẹp. Rất nhiều khách hàng đã bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên đối với dòng xe bán tải bởi chiếc xe Toyota Hilux này. Ở đây thì chúng ta vẫn có một cái logo to bản Toyota ở giữa đây. Và ở đây thì Toyota Hilux 2021 của chúng ta đã có thêm cảm biến. Chúng ta sẽ có hai cảm biến góc phía trước và 4 cảm biến phía sau, nâng số cảm biến lên tới 6 cảm biến, cực kỳ an toàn đúng không ạ? Xe bán tải mà có 6 cảm biến là một điều rất tuyệt vời rồi. Ở đây thì chúng ta không kể đến là một chiếc hốc gió rất là đẹp ở đây, được thiết kế này, đẹp, đồ họa rất đẹp đúng không ạ? Bao gồm một chiếc đèn gầm. Chiếc đèn gầm của chúng ta bây giờ là chiếc đèn gầm dùng công nghệ chiếu đèn LED rồi nhá. Đèn LED thì cho ánh sáng tốt, tuổi thọ gấp tận hơn 1.000 lần so với đèn halogen thì tha hồ mà bền rồi đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cụm đèn halogen bao gồm có đèn chiếu gần, đèn chiếu xa đều là hàng halogen thôi. Halogen thì sao? Halogen thì nó sẽ cho ánh sáng vàng khá là chân thực, đặc biệt là đi Hilux ấy thì hay đi những vùng cao thì như nào, sẽ có nhiều sương mù thì ánh sáng vàng đèn halogen nó sẽ phá được cái sương đó. Đó, đấy là cái công dụng tại sao tên Toyota Hilux nó lại là dùng đèn chiếu gần và đèn chiếu xa là đèn halogen mà không phải đèn LED. Anh chị nhá, anh chị nhớ đấy cũng là một cái công dụng rất hay. Đó. Nhiều khách hàng thắc mắc là tại sao xe của Huấn đẹp như thế này lại có một cái gì dân dán như này, nhìn xấu xấu như này. Xe này là vừa nhập khẩu nguyên chiếc về từ Thái anh chị nhá, mới hôm qua về đại lý thôi. Và bên Thái ấy, thì người ta vẫn đang còn dán ni lông này, nó chưa bóc tem. Tem đây này anh chị thấy chưa, Huấn bóc ra này. Nhưng mà Huấn sẽ không bóc mà dành cho khách hàng tự tay bóc cơ. Đấy là khách hàng sẽ thích rất là nhiều. Đây thì chúng ta sẽ có dưới nắp capo là một khối động cơ 2.4 lít. Đây Huấn sẽ mở động cơ luôn cho khách hàng xem nhé. Rất nhiều anh chị cũng rất tò mò xem là dưới cái nắp capo này nó có cái gì, động cơ máy móc các thứ nó sẽ sắp xếp ra làm sao, có đẹp mắt hay không. Thì đây Huấn sẽ giới thiệu cho anh chị luôn. Chúng ta sẽ có một cái thanh chống ở đây. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc xe Toyota Hilux dùng máy dầu một cầu số tự động. Máy dầu này có dung tích xi lanh là 2.4, công suất đâu đấy 150 mã. Và mô men xoắn thì máy dầu thì cực kỳ lớn rồi. Đấy, mô men xoắn là cực kỳ lớn. Chúng ta sẽ có cái phun dầu điện tử này. Và rất là tiết kiệm thôi, 100 km thì chiếc xe này mới ăn có 7 lít dầu. Đó là anh chị đi đường trong phố ấy nhá. Còn nếu như anh chị đi đường cao tốc ấy thì nó hơn 6 lít thôi. Mà dầu đâu đấy tầm khoảng 12-13.000 một lít đúng không anh chị? Thì đâu đấy đi 100 km mà hết chưa đến hơn 100.000. Thì còn gì bằng nữa đúng không ạ?
Đúng là đây là một chiếc xe thật sự là xe kiếm tiền đấy ạ. Đó, Huấn xin phép được đóng lại. Tiếp theo, một sự thay đổi ở đây chúng ta tự nhìn thấy được mà khá ấn tượng thể thao. Đó chính là chiếc la răng. Đó, la răng đúc. Và nó sẽ có bao gồm những cái chấu đơn đấy ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chấu đơn. Đấy, và được cũng được sơn đen, tính điện sơn đen luôn. Nó cùng với cái màu lốp xe luôn. Thì nhìn những xe nó thể thao rất là nhiều so với các phiên bản trước. Anh chị thấy thế nào về cái thiết kế la răng so với tổng thể của xe? Thì hãy comment phía bên dưới nhé, phần bình luận để chúng tôi được biết. Một điểm mà không thể bỏ qua, điểm mạnh nhất luôn đấy của Hilux, đó chính là khoảng sáng gầm xe. Và trong phân khúc bán tải, không có chiếc xe nào qua được Hilux về cái khoảng sáng gầm xe cả. Chiếc xe rất là cao, vượt mọi địa hình, nó rất là tốt. Nó rơi đâu đấy tầm 26cm, đấy là khoảng sáng gầm xe từ điểm thấp nhất xuống mặt đường. Đó là 26cm. Anh chị thấy nó có kinh khủng không ạ? Vâng, và một điểm mỡ Huấn muốn chia sẻ với anh chị đó chính là chính xe Hilux này ấy, nó được sử dụng chung khung gầm và động cơ của chiếc xe Fortuner hơn 1 tỷ đồng. Và anh chị có thể gọi đây là một chiếc xe Fortuner phiên bản có thùng. Đó. Vâng, và chúng ta sẽ có gương chỉnh điện này, gập, chưa có gập điện anh chị nhé, nhưng cái này đơn giản lắm. Nếu như anh chị muốn gập điện thì hãy gọi cho Huấn, hotline bên dưới. Huấn sẽ tư vấn cho anh chị một cái gói gập điện luôn, giá trong hãng luôn, rất đẹp và rẻ nữa. Chúng ta cũng có bậc lên xuống rồi này. Đó, bậc lên xuống ở đây rất tiện đúng không ạ? Bậc lên xuống ở đây rất tiện rồi. Và rất chắc chắn. Đó, bậc lên xuống ngon lành luôn. Ở đây tay nắm cửa thì có cả mã chrome này, điệu chưa? Rất là ok đúng không anh chị? Và đây là đến phần thùng. Chiếc xe này sẽ được sử dụng khung gầm hay còn gọi là body on frame, khung rời. Đó, khung rời. Và chúng ta sẽ có một chiếc thùng như này đây ạ. Anh chị thấy thế nào ạ? Huấn sẽ mở cái bựng này ra nhá. Đó. Thấy chưa? Và đây, Huấn sẽ trèo lên luôn. Rất chắc chắn. Ở đây thì thùng Hilux nó sẽ có luôn cả cái lót thùng anh chị nhá. Đó, được trang bị luôn cả cái lót thùng này. Không giống như một số hãng khác đâu. Tự nhiên mỗi cái thùng không chẳng có cái lót gì, nhìn nó trơ trụi, rất là buồn cười. Nhưng mà Hilux đã được Toyota trang bị thêm cái lót thùng rồi. Bây giờ chúng ta về, anh chị có thể lắp thêm cho em một cái thanh thể thao, một cái nắp thùng thấp, một cái nắp thùng cao, tùy anh chị, nhu cầu sử dụng anh chị. Và nắp thùng thì Huấn cũng tư vấn cho anh chị luôn là tùy cái nhu cầu của anh chị mà anh chị lắp. Ví dụ như nếu như anh chị có lắp thanh thể thao này hay là thùng cuộn thì không phải hoán cải. Còn nếu như anh chị mà lắp thùng cao có nắp thì phải hoán cải đây anh chị nhé. Và hãy gọi hotline phía dưới màn hình để Huấn tư vấn luôn cả nắp thùng cho anh chị nhé. Tất nhiên là những cái hàng này là hàng chính hãng, ở trong hãng của Toyota Thanh Xuân bán luôn. Đó ạ. Đây, Huấn sẽ đóng cái nắp thùng này lại và cho anh chị xem là cái thiết kế phần sau như thế nào. Đó, thiết kế phần sau này. Đó, chúng ta vẫn có chữ Hilux phiên bản E, rất đẹp đúng không? Một cái tay nắm cầm ở đây, một cái đèn lùi ở đây, có một đèn cảnh báo ở đây luôn. Và cái cụm đèn này chúng ta sẽ có đèn được sắp xếp này, một hình dọc luôn. Đèn lùi. Đó, đèn cảnh báo. Và chúng ta sẽ có bốn cảm biến này, 1 2 3 4 phía sau. Một cái bừng rất là to bạn ở đây. Cái này thì được bảo vệ cho phần sau luôn. Lựa may mà cái thanh niên nào mà đi mà cứ đâm vào đây thì nó cũng móc đồ thôi. Còn xe mình thì vẫn ok anh chị nhá. Đấy ạ. Đấy là những cái điểm bên ngoài của chiếc xe Hilux này. Và bây giờ Huấn sẽ đi vào bên trong để xem bên trong có gì. Vâng, mời anh chị đi cùng Huấn nhá. Đó. Đấy. Huấn sẽ bật đèn lên cho nó sáng. Ở đây thì trước khi đi vào xe thì Huấn chia sẻ luôn, chiếc xe này được sử dụng ghế nị, nhưng mà anh chị đừng quan tâm, tại vì Huấn tặng cho anh chị ghế da. Chiếc xe này Huấn cũng tặng cho anh toàn bộ ghế da luôn anh chị nhé, ghế da luôn. Chúng ta sẽ có này, phía tắp ly là những cái nút lên xuống kính, và bên ghế lái, kính lái là tự động luôn, auto này anh chị nhé, auto. Đó, chỉnh gương điện này. Đó, trên này thì chúng ta sẽ có những cái nút phần như là gạt cái nắp capo, là nắp xăng này. Đó, ở đây thì có cảm biến này, bật tắt cảm biến này. Nói chung là những trong cái phần này Huấn đã chia sẻ hết với anh chị rồi. Thì trong kênh HBK rất là nhiều về Hilux, anh chị có thể xem thêm. Chúng ta sẽ có là vô lăng ba chấu rất đẹp, có cruise control, có cruise control, ga gọi là hành trình nhá. Và chế độ lái thì con này nó sẽ có thêm một chế độ lái, hai chế độ lái là Eco và Power. Chúng ta sẽ tùy chỉnh, chúng ta muốn đi thể thao thì bật Power, muốn đi tiết kiệm thì bật Eco, Economy đúng không ạ?
Và một điểm hay trên chiếc xe Hilux này là chiếc vô lăng này là vô lăng trợ lực dầu, nhưng mà có thể biến thiên theo tốc độ. Đó, nếu như đi nhanh thì vô lăng nó sẽ đồng một chút, và đi trong phố ấy nó rất nhẹ nhàng, vặn rất nhẹ nhàng. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có một chiếc màn hình DVD rồi, trang bị màn hình DVD 7 inch dùng Apple CarPlay và Android Auto, giờ những cái công nghệ trang bị lên màn hình rồi. Hộp số 6 cấp. Đấy ạ. Ghế thì ngồi rộng rãi thoải mái. Bây giờ Huấn sẽ ngồi nhá. Nhiều anh chị thắc mắc là thế thường thường thì chỉ đi một số hãng xe bán tải ấy, ngồi rất là chật đằng sau và đằng trước, thì bây giờ cho chị biết được là như nào. Đây, Huấn sẽ ngồi luôn. Đây là thoải mái với một người hơn 1m7. Thì ra sau xe để xem là nó có thoải mái hay không. Nó có phải là một chiếc xe để chở đồ hay là có thể chở người được nữa nhá. Đó. Đây, ngồi phía sau này anh chị thấy chưa? Đầu tiên còn một găng tay nữa mới chạm ghế phía trước. Thứ hai, ngồi này, ngã này. Đó, anh chị thấy chưa ạ? Như này có ok không ạ? Như này có thoải mái chưa ạ? Và ngồi ba người nhá. Chiếc xe này cũng có luôn bệ tỳ tay anh chị nhá. Ở đây, bệ tỳ tay đây, cho anh chị xem luôn. Đây, trên bệ tỳ tay có cả chỗ để nước. Đó, nó giống như một chiếc sedan chưa ạ? Ok, và đây thì một điều mà anh chị cũng muốn, Minh Huấn làm cái này. Thì bây giờ Huấn sẽ nổ máy lên. Đó, nổ máy lên. Và cho anh chị nghe tiếng động cơ bên ngoài và bên trong xe sau khi Huấn đóng cửa để xem cái độ cách âm như thế nào và tiếng máy nó có giòn hay không nhá. Ở đây Huấn sẽ nổ máy luôn. Đó, Huấn sẽ làm từ A tới Z cho anh chị trải nghiệm. Đây là sau khi nổ máy lên này. Vòng tua tầm 800. Ok, vòng tua tầm 800 là khi động cơ không làm việc, ở chế độ không tại. Đó, đây là tiếng động cơ phía ngoài xe. Rất giòn đúng không ạ? Rất thích, nghe sướng lắm. Và sau khi đi vào trong xe này, xem cách âm như thế nào nhé. Mình muốn là nghĩ anh chị sẽ bất ngờ đấy ạ. Đây, đây là ngồi trong xe chưa đóng cửa nhá. Và khi Huấn đóng cửa này, đúng không ạ? Có thể là chúng ta sẽ hầu như là bị âm thanh bị triệt tiêu rất là nhiều luôn. Và ngồi trong xe rất là êm, cực kỳ êm luôn ạ. Đấy là cái sự thích thú trên chiếc xe Toyota Hilux phiên bản mới 2021 này. Máy đã được tinh chỉnh lại rồi và chúng ta sẽ tăng thêm công suất. Tiếng máy sẽ nhỏ lại và bây giờ thì thật sự là một chiếc xe bán tải đáng mua. Đối với dòng xe Toyota bán tải tại thị trường Việt Nam, giá xe là 674 triệu màu trắng ngọc trai, cộng thêm 8 triệu là 681 triệu. Hiện tại Huấn đang tặng cho anh chị rất là nhiều thứ, bao gồm phụ kiện, tiền mặt. Đó, anh chị muốn biết chi tiết hãy gọi hotline 0394046064 phía bên dưới màn hình để chúng tôi tư vấn cho anh chị chi tiết hơn. Bên cạnh cái phiên bản này thì chúng tôi cũng có phiên bản 2.8AT, bản cao cấp Adventure, có mức giá là 913 triệu và cũng giảm giá rất là sâu và có xe giao trong tháng 2, tháng 3. Thì nếu anh chị muốn Huấn báo giá tất cả mọi thứ thì hãy gọi hotline nhé. Và chiếc xe này thì 674 triệu sau giảm lăn bánh ở tỉnh thì tầm đâu đấy tầm hơn 700, 701, 702 thôi. Ở thành phố thì cũng xem như thế, tại vì thuế nó chênh nhau có 6% và 7% thôi. Và tiền biện thì chúng ta hết có 500 nghìn thôi anh chị nhé. Thì hãy gọi hotline để Huấn được tư vấn cho anh chị kỹ càng hơn. Nhớ là hãy đăng ký kênh YouTube HBK, like video, bình luận và chia sẻ video để nhiều khách hàng được biết và mua xe của chúng tôi hơn. Và hy vọng trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ mang lại cho anh chị nhiều video bổ ích hơn, hướng dẫn sử dụng nhiều hơn. Và nếu anh chị có muốn biết thêm thông tin hãy vào kênh HBK nhé. Tất cả mọi thứ đều có về ô tô ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.